Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài chèn hình, tranh ảnh và văn bản. Chúng ta cùng mở sách giáo khoa bài số 7 nha. Bài này thì gồm có 2 tiết và tiết ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn chèn hình và văn bản. Hình ở đây chính là những cái hình mẫu các bạn, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình ngôi sao, hình đám mây hay là những hình khác ha, những hình mẫu được vẽ sẵn ở trong phần mềm Word. Và hôm nay chúng ta sẽ chèn những hình đó vào bài soạn thảo của mình theo ý thích của mình, và mình có thể trình bày những cái hình đó cho thật đẹp để làm cho văn bản của mình nổi bật hơn, sáng tạo hơn. Sau khi chúng ta học xong tiết này thì các bạn sẽ biết cách chọn và chèn hình và văn bản, và chúng ta có thể thay đổi được vị trí của hình trong văn bản ha. Rồi, vậy để chèn hình vào văn bản thì chúng ta sẽ gồm có những bước nào ha? Chúng ta cùng dỡ sách giáo khoa ra xem. Ở đây nè các bạn, trong sách giáo khoa thì đã có ghi cho chúng ta là có 3 bước ha, 3 bước để chèn hình vào văn bản, bước 1, bước 2, bước 3. Vậy cô sẽ nhắc cho chúng ta cùng quan sát và ghi nhớ 3 bước này nha. Bước đầu tiên các bạn sẽ nháy vào thẻ insert. Thẻ insert là thẻ sát bên thẻ home này các bạn ha. Khi mà chúng ta muốn chèn một gì đó vào trong phần Word thì chúng ta sẽ nháy vào thẻ insert. Sau khi các bạn chọn thẻ insert thì chúng ta sẽ quan sát cho cô một biểu tượng có những cái hình vẽ, hình mẫu nè. Đây gọi là shape ha. Các bạn sẽ nháy vào shape. Sau khi các bạn chọn shape xong thì ở đây sẽ có danh mục tất cả các những hình mẫu chúng ta vẽ. Thì ở đây cô chỉ hiện lên những cái hình mẫu cô mới sử dụng gần đây thôi ha. Thì các bạn sẽ chọn những cái hình mẫu ở trong danh sách này. Và sau khi chúng ta nháy chọn thì các bạn chỉ việc nháy chuột hoặc là kéo thả chuột trên cái phần mềm Word thì chúng ta sẽ ra được hình mẫu. Bây giờ cô sẽ minh họa trên phần mềm Word cho các bạn quan sát. Đây là trang Word của cô. Chúng ta sẽ nháy vào thẻ insert, chọn shape. Ở đây có rất là nhiều hình mẫu ha, chúng ta có thể lựa một hình mẫu mà mình thích. Ví dụ cô chọn hình đám mây thì cô sẽ nháy vào hình đám mây. Sau khi cô nháy vào hình đám mây thì con trỏ chuột của cô đã biến thành dấu cộng. Thì lúc này chúng ta chỉ việc nháy chuột hoặc kéo thả chuột thì sẽ được hình của chúng ta ha. Chúng ta muốn lớn thì chúng ta kéo ra ha, còn nhỏ thì chúng ta kéo thu nhỏ lại. Đây đây là một hình mẫu ở trong rất là nhiều hình mẫu cô đã lựa chọn cho các bạn ha. Ở nhà các bạn có thể tự vẽ những hình mẫu mà mình thích. Khi chúng ta muốn chọn hình mẫu, chúng ta chỉ việc nháy vào hình mẫu này thôi ha. Nếu mà bạn nào không vừa ý với hình mẫu này, chúng ta có thể xóa đi bằng cách nháy chọn hình mẫu. Nhấn phím Delete hoặc là phím Backspace trên bàn phím để xóa hình. Rồi, cô sẽ thao tác lại một lần nữa ha. Các bạn sẽ nháy vào Insert. Chọn cho cô chữ Shape. Và lưu ý những từ tiếng Anh này, các bạn tập đọc và tập ghi cho cô những từ này nha. Rồi, lúc này cô sẽ chọn một cái hình. Ví dụ cô chọn một cái hình vuông bo tròn góc. Rồi, lúc này cô kéo thả chuột ra. Đó, như vậy cô sẽ đã được hình chữ nhật ha. Rồi, đối với hình này cô muốn phóng to lên hoặc thu nhỏ hình này, cô chỉ việc nháy chọn hình. Đưa con trỏ chuột vào những cái dấu chấm, vuông chấm tròn xung quanh hình. Các bạn muốn lớn thì các bạn kéo rộng ra. Đó, ha. Còn các bạn muốn thu nhỏ thì các bạn cũng nháy vào hình. Đưa vào những cái góc ha. Thường là đưa vào những cái góc thì nó sẽ thu nhỏ hoặc phóng to độ rộng, chiều dài và chiều rộng luôn. Đó, ha. Rồi, ở đây thì các bạn có thể quan sát được hình mẫu của cô rồi đúng không nào? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quan sát cô có một tình huống dành cho các bạn. Rồi, các bạn quan sát hình trên này ha. Hình, ví dụ cô vẽ một cái hình chữ nhật. Tuy nhiên khi cô vẽ hình chữ nhật này lên, cô di chuyển lên ngay chỗ phần cái chữ viết, thì chữ viết này nó đã bị như thế nào các bạn? Các bạn quan sát và có nhận xét gì không nào? À, hình này đã che mất tiêu cái chữ ở phía dưới ha. Vậy bây giờ mình phải làm thế nào để cái chữ này không bị đè bởi cái hình ha? Cái hình không thể che. Mình muốn làm như thế nào vừa thấy được hình và vừa thấy được chữ? Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn thêm một thao tác nữa. Đây, cô có một dòng chữ ha. Các bạn đợi cô một xíu.
Đây cô có dòng chữ này ha. Khi cô đưa cái hình này lên thì cái hình này có cái màu nền là màu trắng đã che mất cái phần chữ ha. Nếu mà bạn nào muốn hiện chữ nó hiện lên trên cái hình này thì chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa. Rồi các bạn sẽ nhé chọn hình. Khi mà các bạn nhé chọn hình thì thẻ format ở phía trên sẽ xuất hiện ha. Lưu ý khi cô không nhé vào hình thì thẻ format sẽ không có. Rồi cô nhé vào hình, chọn thẻ format. Rồi các bạn sẽ quan sát bên phía góc, tìm cho cô chữ tab wrap pin. Hình có biểu tượng gạch gạch và có biểu tượng cái con chó ở đây nè các bạn. Nhấy vào ha. Các bạn ở đây các bạn có thể chọn một số kiểu nào đó chúng ta muốn ha. Và hiện tại bây giờ nếu các bạn muốn chữ nó hiện lên trên hình thì các bạn nháy cho cô là chữ behind text. À, thì lúc này cái dòng chữ đã được nổi lên trên của cái hình. Thì lúc này các bạn có thể chọn chữ bao quanh cái hình cho thật đẹp ha. Đó, đó là cái cách chọn ha. Tuy nhiên đối với một số chương trình Word của các bạn ở nhà nó hơi khác á, thì cô sẽ hướng dẫn các bạn chọn vào cái chữ này. Cô sẽ chèn một cái ảnh ra ha, một cái hình mẫu ra đã. Rồi ví dụ khi mà cô vẽ cái hình mẫu này ra nè các bạn, nếu mà cái Word ở nhà các bạn á mà không có cái chữ test wrap pin á thì các bạn sẽ chọn thẻ format như này. Chúng ta chọn cho cô là cái chữ là wrap test nha, các bạn chọn wrap test này đó, thì chúng ta chọn behind test thì cái chữ nó sẽ được nổi lên trên ha, còn cái hình nó sẽ bị ẩn xuống dưới đó. Đó là cái cách chọn ha. Rồi như vậy cô sẽ nhắc lại cho các bạn ha, muốn thay đổi cái vị trí của một cái hình trong văn bản thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ nháy chuột vào cái hình mà nó đã che cái chữ nè. Sau đó chúng ta vào thẻ Home, vào thẻ Format nha các bạn. Vào thẻ Format chúng ta sẽ chọn cho cô chữ Wrap Text. Được chưa nào, chọn Wrap Text. Đối với một số bạn không có chữ Wrap Text thì các bạn sẽ chọn cho cô chữ Text Wrap Pin nha. Text Wrap Pin. Rồi lúc này thì các bạn sẽ tìm cho cô nút lệnh nào cũng được, hết ra nút lệnh nào cũng được thì chúng ta có thể thay đổi được vị trí. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn cái chữ nó hiện lên trên thì chúng ta chọn behind text. Còn nếu mà các bạn muốn cái chữ bao quanh cái hình thì chúng ta chọn những cái còn lại ha, chữ bao quanh cái hình đó. Còn cái chữ này thì là sẽ là biểu tượng, nó sẽ cái hình nó sẽ đè lên chữ chỗ nào. Rồi tôi nhắc lại lần nữa nha, các bạn chọn hình, chọn format, chọn text wrap pin ha. Đối với bạn nào mà ở cái chương trình Word hơi mới nè, các bạn cũng nháy vào hình, chọn format, chọn wrap text ha. Text wrap text. Rồi, vậy đối với những hình các bạn muốn tô màu nền ha và tô màu viền giống như trong chương trình Ben thì các bạn làm như thế nào? Các bạn sẽ tìm cho cô cái nút lệnh shape fill nè. Shape fill chính là cái nút chọn màu nền ha. Còn Shape Outline chính là chọn màu cho đường viền. Rồi bây giờ cô sẽ chọn màu nền và màu viền cho các bạn quan sát. Ở đây các bạn muốn chọn viền và nền cho hình thì chúng ta nhớ chọn hình, chọn thẻ cho cô là thẻ Format. Rồi ở đây có chữ Shape Fill này các bạn, là đổ màu ha. Các bạn sẽ đổ màu tùy thích ha. Các bạn muốn màu gì thì các bạn chọn màu đó. Hoặc các bạn có thể xuống những cái mục dưới phía dưới này, đó có những cái hình ảnh rất là đẹp ha. Các bạn có thể tùy ý chọn. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể là chọn thêm đường viền. Đường viền thì chúng ta nháy vào Shape Outline ở đây ha, các bạn chọn cho cô những cái đường viền. Rồi nếu bạn nào muốn đường viền nó đậm hơn, nó dày hơn thì các bạn chọn đây ha. Ở đây thì cô mở rộng thêm thôi, các bạn sẽ tự ở nhà nếu mà có máy tính mình tự khám phá thêm nha các bạn. Rồi đó, đó là cái phần nội dung ngày hôm nay cô muốn truyền tải tới cho các bạn. Thì ở nhà các bạn nhớ là vẽ một số hình mẫu ra ha, mình tập vẽ những hình mẫu mình thích ra, hoặc mình có thể là ghép những cái hình mẫu để tạo thành hình mình thích. Rồi các bạn sẽ trình bày cho cô là vẽ cho cô một cái hình bất kỳ, các bạn ghi một cái nội dung chữ ra, rồi các bạn cho chữ hiện lên trên cái hình ha. Rồi các bạn sẽ chụp hình sản phẩm mình làm được gửi lên nhóm Zalo cho cô nha. Rồi tiết sau cô sẽ hướng dẫn các bạn chèn ảnh vào văn bản. Các bạn ở nhà coi lại bài và chuẩn bị bài tiết 2 cho cô nha.